sống thu quê miền Tây. Mình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Tục quay cho các bạn xem con 045 đây, cái ao mũi dịch đang múc vét kênh các bạn. Con kinh này kinh năm ruộng các bạn ơi, múc cặp mé là tắn lề đó các bạn, mũi chân cái lề. Rồi con xe ở sau đó các bạn, nó càng dài ở sau đó các bạn thấy không, đưa lên trên nó càng dài đó các bạn. Cái này thì mới tập lái được vài tháng rồi. Mình lái gì cũng rất là hay rồi.
Thử lên ai nghe vợ nghiêm gì hả? Video nha các bạn.